Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là chương trình điểm tin buổi sáng vào lúc 5 giờ sáng. Good morning everyone. Hello. Chương trình tin hôm nay có tin Juventus vs Lyon. Lyon trực tiếp Lyon 1-0 Juventus chờ được khách trả lời. 3 giờ ngày 27 tháng 2 vào 1-8 cúp C1. Ronaldo lên xuống Hồng Kông. Sẽ cập nhật cái số trận đấu cuối cùng sau nha. 1-0 rồi. Trước tiên Lyon 1-0 Juventus chờ đội khách trả lời. Trước sách điểm bóng dễ dàng vào tỷ số trận đấu, Juventus đang gây sức ép để kia tìm kiếm bàn gỡ. Dybala dứt điểm thiết chính xác sau quả tạt của Sandro. Lối chơi của Juventus không có nhiều thay đổi. Trong hiệp 2, Ronaldo, Dybala, Cuadrado vẫn trình diễn trước hàng thủ chơi tập trung của Lyon. Phút thứ 59, Ronaldo việt vị Bruno. Phút 52, Ronaldo bị phạm lỗi trước vòng cấm nhưng Pjanic xuất phạt không qua hàng rào. Thứ 50, quả tạt đơn giản của Lyon không qua được tay thủ môn Sergi Consue. Phút thứ 31, Dembele thoát xuống cực nhanh bên cánh trái trước khi chuyền vào, thuận lợi để Toussaint điểm bóng dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 28, Marcelo nhận thẻ vàng sau một pha cố tình vung tay vào mặt Dybala trong một pha tranh chấp. Tiếp đó, đoàn quân có nhiệt khí và tinh thần đang lên cao của Sarri, Juventus là đội chủ nhà Lyon. Đại diện nước Pháp đang trải qua mùa giải không mấy thành công. Mặc dù vượt qua được vòng bảng C1 nhưng cách họ có được vị trí thứ hai khiến không ít cổ động viên đội bóng đầu tiên rơi vào bảng đấu không mấy khó khăn. Tuy nhiên, Lyon chỉ có thể lấp qua khe cửa hẹp ở hơn hai đội phía sau là Benfica và Zenit một điểm mong manh. Với đẳng cấp cũng như phong độ của cả hai đội đã thể hiện trong thời gian qua, thì dù có được thi đấu lượt đi trên sân nhà, các cầu thủ Lyon cũng khó có thể ngăn chặn được chuỗi thăng hoa của Juventus, đặc biệt là Ronaldo khi đây thường là khoảng thời gian điện thoại đương đại của đội nhà tỏa sáng được rỡ nhất. Nhận định Lyon và Juventus mùa bóng 2013-2014, Juve loại Lyon ra khỏi Europa League mùa giải 2015-16, ngựa vàng thành Turin loại sư tử sông Rhône ở Champions League. Cả hai trận làm khách khi đó đều kết thúc với tỷ số 0-1. Nghiêng về Juventus, quá khứ sẽ là nỗi ám ảnh lớn cho Lyon. Juve đang trải qua 5 trận không biết đến thất bại, thắng thứ 4. Đội bóng thành Turin vẫn đang thể hiện đẳng cấp ông lớn khi đang có được vị trí đầu bảng trước sự bám đuổi cực kỳ gắt gao của Inter Milan và đặc biệt là Lazio. Juventus là Sensi, Danilo, De La, Bonucci, Alessandro, Bentasu, Bizanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala và Ronaldo. Lyon là Lopez, Marcelo, Dier, Massa, Dupont, Bruno Gomes, Toussaint, Bonnet, Toko Ekambi, Aoua và Dembele. Rồi mình coi thử là tỷ số như thế nào rồi nha. 1-0 vẫn là 1-0 thôi. Rồi hết tin thứ hai giờ qua mình có cái trên YouTube nha. Joe Rogan, GRA clip, Joe Rogan on Tyson Fury vs Deontay Wilder rematch, the Joe Rogan experience. Did you see the Tyson Fury clip? Oh, mấy người này đang bình luận về cái trận đấu giữa Tyson Fury và Wilder. Oh my gosh, were you there? Xem bên nhà có cái phòng thu âm rất là ấn tượng ha. How big is Fury though? Fury 6'7". Almost 6'9". Deontay's 6'7", Fury 6'9". 6'9", 270 pounds. And he said he figured out in the first fight that Deontay, in the 12th round, he started backing Deontay up. Dạng kiểu phỏng vấn, hai người sẽ bình luận và phỏng vấn với nhau về một trận đấu vừa diễn ra. And everybody's scared of his power, so everybody's ridiculous power. And Fury realized in the 12th round after Deontay knocked him down, almost knocked him down, he got up and started chasing Deontay. Deontay fought slow, he looked awkward. His guy was amazed by boxing. Vậy rất là mạnh mẽ, được mạnh hơn với cái kung fu bên Trung Quốc nhiều. Phim Diệp Vấn thì thường mô tả là thời kung fu sẽ chiến thắng boxing, nhưng mà ngoài đời thực thì kung fu thì bảo vệ đẹp đẽ, nhưng mà chỉ tìm về taekwondo rất là mạnh. Vận động về những cú đánh thuận tay phải tay trái với đẹp rất là kỹ thuật, rất là phức tạp. Một người boxer chuyên nghiệp về cách hình ta di chuyển và anh ta rất là không thể bước tới và đánh được đối thủ và xuất sàn và học ngọt ngào. Những cái môn boxing này thường, những huyền thoại cũng thường là những người da màu á. Dân da màu thì những cái môn thể thao và nhạc nhảy khi vũ thì người ta là người bá chủ, nghĩ ra những cái điều thứ mới cho thế giới, hip hop nè, khi vũ nè, nhạc rock nè, da nè, graffiti nè, chap là đấm mặt vô là cái cầm mà. Những người đánh boxing này thì da thường bị chấn thương, bị cái bệnh Alzheimer. Những người Muhammad Ali thì chấn thương cái đầu. Cái nghề này nó rất là dễ bị tổn thương sau này. Nói gì mà giống như tập luôn rồi. Các bạn có cái bạn có gì ha? Wow, có một cái màn hình để trực tiếp nè, tượng Phật. Tượng Phật để đây rất là hay ha. Phật có cần giấy và những cái đồ giống như trong phim mà mình cảm giác sợ người. Tượng Phật này nó giống phim Apocalypse Now. Đây, mỗi người một cái chai nước ngọt hoặc nước suối nè, bình luận nè, đeo tai nghe micro vô
rất là chuyên nghiệp luôn. Nhưng mỗi khách mời sẽ có một cái vị trí ghế và có tai nghe và có cái micro đó, có nước uống này, có những cái đồ để tăng style lên này, đèn ngủ rồi đầu lâu, trên bàn thì để điện thoại, bút giấy viết, xong mình tinh lâm rồi còn khi tù thì gạch không. Theo tượng Phật, ông Joe Rogan này rất là thích về Phật giáo rồi. Theo tượng Phật ha, cái gì đó, cái đồng hồ quá lắc nữa mà các bạn, chai rượu ha, cái bàn gỗ đơn giản thôi, rất là ấn tượng. Inji Choi rất là nóng và tập luyện những cái boxing đó, tập luyện thì Vladimir Klitschko cũng rất là nổi tiếng nè. Vladimir Klitschko là một cái tay đấu boxer nổi tiếng đến từ Liên bang Nga đó. Ở Mỹ thì nhiều người đều có những gốc khác từ châu Âu, rồi châu Á, Trung Đông, phong cách châu Âu và Emona Stewart. Thì ở phòng thu này nó có nhiều cái những cái camera nó góc quay, góc quay cận cảnh, quay xa. Cái phòng thu rất là ấn tượng. Cứ mời khách mời tới rồi bình luận về những gì mà xảy ra thôi. Khi em chưa quay được vòng khóc khi nói hai vòng là knock out, là Deontay bị knock out. Và anh này khách mời cũng là một anh da màu luôn, người da màu ở Mỹ rất là tự tin và có một cái khác so với da màu vô cùng tự tin. Đấy rồi, xin cảm ơn các bạn nha. Bye bye, have a good night. Oh no, have a nice day. Chúc một ngày tốt lành. Bye bye.